Tử vi tuổi Sắp Dần 1974 tháng 4 âm lịch. Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên, xin chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý vị thân mến, tuổi Dần đại diện cho những người quyền lực, mạnh mẽ, năng động trong cuộc sống. Họ thích những công việc mạo hiểm, đem đến vinh quang, thành công rực rỡ cho mình. Họ có tài lãnh đạo, luôn nhiệt tình giúp đỡ những người xung quanh và ra sức bảo vệ gia đình của mình. Người tuổi Dần có trí nhớ tốt và tinh thần ham học hỏi. Điều đó giúp cho họ thu thập được thông tin, kiến thức ở bất kỳ đâu. Với con mắt nhìn xa trông rộng, họ có thể nhìn nhận, phân tích vấn đề một cách logic, khoa học, ít khi thấy họ mắc phải sai lầm. Mục tiêu phấn đấu của họ trong suốt cuộc đời là tiền bạc, địa vị và quyền lực. Ngày hôm nay, kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ tới quý vị và các bạn về tử vi của tuổi Sắp Dần sinh năm 1974. Ở video này, chúng tôi sẽ chia sẻ rất chi tiết về vận trình công danh, sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe, tình duyên và chi tiết của tuổi Sắp Dần trong tháng 4 năm 2021 Tân Sửu. Và đặc biệt là cách hóa giải vận hạn dưới sự tư vấn của thầy Gia Cát. Trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong Thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mù mạ âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi video. Trước khi đi tìm hiểu rõ hơn về vận trình của những gia chủ tuổi Sắp Dần sinh năm 1974 trong tháng 4 âm lịch, thì chúng ta hãy cùng điểm qua về tổng quan của tuổi Sắp Dần trong tháng này. Tử vi năm 2021 cho rằng, trong năm Tân Sửu, người tuổi Sắp Dần có thể gặp được nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển mọi mặt trong cuộc sống. Bản mệnh có thể bước tới những khúc ngoặt của cuộc đời, có thể được những bước tiến mới mẻ và thành tựu lớn. Người làm công ăn lương, hoàn thành tốt nhiệm vụ được sao, có cơ hội tăng lương, thăng chức. Trong khi đó, người làm ăn có cơ hội đầu tư vào những hạng mục triển vọng. Chuyện tình cảm cũng có dấu hiệu tiến triển tốt đẹp. Người đã lập gia đình luôn quan tâm, chăm sóc mái nhà nhỏ của mình. Các thành viên trong nhà biết yêu thương, nhường nhịn nhau. Tuy nhiên, trong tháng 4 âm lịch, vận trình của các gia chủ Sắp Dần khá ảm đạm trên các phương diện, đặc biệt là sự nghiệp. Công việc khó khăn dẫn đến tài lộc sụt giảm, bản mệnh cần có kế hoạch chi tiêu hợp lý. Bên cạnh đó, gia chủ cũng cần chú ý giữ gìn sức khỏe và quan tâm đến gia đình, những người thân ở bên cạnh mình một cách chu đáo. Quý âm thủy gặp Dần Sơn Mộc là chính ấm, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng, nuôi dưỡng. Đây là tháng khá tốt cho các gia chủ tuổi Sắp Dần. Nếu có cơ hội tốt, bản mệnh cần phải nắm bắt, ắt hẳn sẽ có tài lộc, sự phát triển tốt đang chờ đợi ở phía trước. Để giúp các gia chủ hóa giải được những thị phi, xui xẻo, giúp con đường công danh, tài lộc thêm phần hanh thông, rộng mở, những người tuổi Sắp Dần cần mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo và kim bài thái tuế để hộ thân, nghênh thái tuế. Sử dụng kim bài thái tuế để hóa giải thị phi, sử dụng minh quang pháp bảo làm vật phẩm hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, là vật phẩm hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình của những người tuổi Sắp Dần trong tháng 4 âm lịch qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi. Thứ nhất, về mặt sự nghiệp và quan vận. Trong tháng này, sự nghiệp của những người tuổi Sắp Dần sinh năm 1974 sẽ khá tốt. Bản mệnh sẽ nhận được sự giúp đỡ từ những người khác,
tất cả các vấn đề vướng mắc. Sự cống hiến của bản mệnh cũng sẽ được cấp trên công nhận, có thể được thăng chức và nâng cao trình độ chuyên môn. Nếu bản mệnh là người kinh doanh, hiệu suất công ty sẽ được tăng lên đáng kể, miễn là bản mệnh đối xử với vận may trong công việc một cách nghiêm túc. Với những người làm công ăn lương, công nhân tại các nhà máy, công xưởng, thì tháng này sẽ là một tháng rất vất vả. Bản mệnh sẽ phải tăng ca liên tục để đạt được năng suất công việc mà công ty đề ra. Còn với những người làm lãnh đạo thì kinh nghiệm làm việc, sự nhiệt tình, cứng rắn của bản mệnh rất được lòng đồng nghiệp và sự tôn trọng của cấp dưới. Thời điểm này, bản mệnh cũng nên tham gia vào các hoạt động phúc lợi công cộng. Đó cũng là hoạt động ý nghĩa giúp bản mệnh lấy lại tinh thần. Ngoài ra, trong thời điểm, quý nhân sẽ nâng đỡ cho những gia chủ tuổi Giáp Dần. Quý nhân sẽ giúp bản mệnh nhìn rõ hướng đi phù hợp với bản thân. Song bản mệnh không được suy nghĩ bi quan, tiêu cực thì mọi việc sẽ tốt đẹp theo ý mình. Để kích hoạt sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải vận may không may mắn, đạt được thành công, khuyên gia chủ tuổi Giáp Dần nên sử dụng vật phẩm phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt, vật phẩm còn giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hành thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp một cách vượt trội. Thứ hai, về mặt tài lộc. Tháng này, những người tuổi Giáp Dần sẽ có quý nhân giúp đỡ, nên sẽ đạt được những thành quả nhất định trong công việc và tài chính cũng tăng lên đáng kể. Hầu hết bản mệnh sẽ được thăng cấp đến một cấp độ mà chưa bao giờ đạt được. Tuy nhiên, bản mệnh cũng cần chú ý vì tháng này có dấu hiệu phá tài. Nếu bản mệnh không biết cân đối tài chính, thì tiền của mình sẽ không cánh mà bay. Bản mệnh cũng sẽ mất một khoản tiền lớn cho con cái, có thể là xin việc hoặc cưới hỏi. Việc bản mệnh cần làm là xây dựng nhật ký chi tiêu hợp lý để có một khoản để dành cho sau này. Đối với những người làm công ăn lương, tháng này thu nhập khá ổn định. Tuy nhiên, chi nhiều hơn thu dẫn đến hao hụt tài chính. Bản mệnh cần có kế hoạch chi tiêu cụ thể, không nên lãng phí và tiêu pha quá đà dẫn đến túng thiếu. Để thành công và thuận lợi, những gia chủ tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 cần mang bên mình vật phẩm phong thủy hộ thân, tam giáp khai vận, Dần, Ngọ, Tuất của kênh phong thủy Gia Cát. Đây là vật phẩm được hầu hết thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Thứ ba, về mặt tình cảm và xà đạo. Bước sang tháng 4 âm lịch, năm Tân Sửu các mối quan hệ có thể không suôn sẻ cho những người tuổi Giáp Dần. Trong tháng 4 âm lịch này, gia đình bản mệnh sẽ gặp những xích mích, cãi vã, tranh luận giữa bố mẹ và con cái. Là người chủ gia đình, hãy giữ bình tĩnh và tìm lối giải quyết vấn đề tồn đọng, thấu đáo nhất, tránh làm sức mẻ tình cảm của gia đình. Tử Vi còn cho biết có kẻ thứ ba xuất hiện trong mối quan hệ trong gia đình. Quý gia chủ thực sự bất ngờ khi có vấn đề lớn đến thế xảy ra. Tuy nhiên, trong tình huống này, bản mệnh chỉ nên thể hiện sự suy sụp về tinh thần và mất kiểm soát về cảm xúc của mình. Đồng thời, bản mệnh nên dành nhiều thời gian để tâm sự, chia sẻ tâm tình với người đó để giải quyết các mâu thuẫn, những hiểu lầm đáng tiếc giữa hai người. Là bậc làm cha, làm mẹ, hãy là tấm gương tốt để con cái noi theo. Để tăng cường vận khí, giúp con đường tình duyên bản mệnh hành thông, rộng mở, quý gia chủ tuổi Giáp Dần nhớ mang bên mình vòng tam giáp khai vận, Dần, Ngọ, Tuất. Vòng sẽ giúp chiêu mời quý nhân, giúp hóa giải mâu thuẫn, tăng cường mối quan hệ vợ chồng và cải vận tình duyên cho những người độc thân. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Sức khỏe người tuổi Giáp Dần trong tháng 4 âm lịch không có vấn đề gì đáng lo ngại. Tuy nhiên, tinh thần người tuổi Giáp Dần có phần không được tốt như các tháng trước do bị chi phối bởi tình trạng công việc. Công việc của bản mệnh
có ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe và tâm trạng. Cho nên bản mệnh cần chăm sóc cơ thể tốt, giữ chế độ ăn uống hợp lý và nhẹ nhàng, chăm chỉ luyện tập các bài tập vận động, thể thao theo độ tuổi, giữ tâm trạng và tinh thần thật tốt. Nếu không, sẽ có những vấn đề không tốt đến với sức khỏe của bản mệnh trong thời gian sau này. Ngoài ra, Thầy Gia Cát khuyên gia chủ tuổi Giáp Dần nên sử dụng pháp khí phong thủy, tam giác khai vận của kênh phong thủy Gia Cát để kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, sức khỏe và bình an cho mình. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình, kênh phong thủy Gia Cát xin chia sẻ những ngày cát lành và đại kỵ trong tháng 4 âm lịch, để quý gia chủ tuổi Giáp Dần có thể nắm rõ, tránh trường hợp không may xảy ra. Tháng 4 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 và kết thúc vào ngày 29 tháng 4, từ ngày 12 tháng 5 đến ngày 9 tháng 6 dương lịch. Tháng Quý Tỵ có nạp âm là Trường Lưu Thủy, ngày Tỵ lục hợp thân, tam hợp sửu và dậu thành kim cụ. Xung hợi, hình thân, hại dần, phá thân, tuyệt tí. Trong tháng bản mệnh cần chú ý tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 1 tháng 4, từ ngày 12 tháng 5 dương lịch, nạp sát, canh thân. Thứ hai là ngày âm lịch 13 tháng 4, từ ngày 24 tháng 5 dương lịch, nạp sát, nhâm thân. Thứ ba là ngày âm lịch 25 tháng 4, từ ngày mùng 5 tháng 6 dương lịch, nạp sát, sát thân. Đây là 3 ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Giáp Dần. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý. Tốt nhất, không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy dành cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra trong tháng còn có một số ngày cát lành để tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ có kết quả cao. Hoặc có thể tiến hành những vấn đề nhỏ trong gia đình đều hết sức thuận lợi. Đây chính là những thời điểm để bản mệnh có thể thực hiện công việc một cách tốt nhất. Đầu tiên là ngày âm lịch mùng 4 tháng 4, tức ngày 15 tháng 5 dương lịch, nạp sát Quý Hợi, nạp âm Đại Hải Thủy. Thứ hai, ngày âm lịch 16 tháng 4, tức ngày 27 tháng 5 dương lịch, nạp sát Ất Hợi, nạp âm Sơn Đầu Hỏa. Thứ ba là ngày âm lịch 28 tháng 4, tức ngày 8 tháng 6 dương lịch, nạp sát Đinh Hợi, nạp âm Ốc Thượng Thổ. Quý vị thân mến, trên đây kênh phong thủy Gia Cát đã chia sẻ vận trình tử vi của tuổi Giáp Dần trong tháng 4 năm 2021 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức mà chúng tôi vừa chia sẻ, anh chị có thể áp dụng, tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc được thuận lợi, suôn sẻ. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi, ủng hộ chương trình. Ngoài việc chọn lựa ngày tốt phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc trọng đại, thì để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, hoặc các vấn đề như những dự định công việc, tử vi 12 con giáp trong từng tháng, tử vi của bản thân, xin mời quý vị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc quý vị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, hãy đưa ra ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện hơn. Điều đó sẽ giúp chúng tôi đưa đến quý vị và các bạn những kiến thức chuẩn chỉnh nhất. Đừng quên đăng ký kênh để luôn cập nhật đến những kiến thức mới nhất về tử vi, phong thủy, ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Kênh phong thủy Gia Cát rất vui lòng được phục vụ quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.